Nhân, là bí thư đoàn trường của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp, và hiện tại mình đang là một thành viên của dự án Con Nước Đói. Con Nước Đói là dự án hành động vì khí hậu nằm trong khuôn khổ dự án Dòng Sông Của Sự Sống do Hội Đồng Anh Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức. Dự án Con Nước Đói được hình thành với mong muốn tạo ra được những hoạt động giáo dục trải nghiệm, một dạng giáo dục mà hiện tại còn thấy là còn đang khá là thiếu trong môi trường giáo dục phổ thông của Việt Nam. Đặc biệt là những cái hoạt động giáo dục trải nghiệm này sẽ hướng đến cái vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu trên dòng sông Mekong. Kinh nghiệm bản thân một giáo viên thì mình luôn luôn suy nghĩ, bởi vì thông qua trải nghiệm thì học sinh mới có được những kiến thức một cách chắc nhất và có ý nghĩa nhất, đặc biệt là đối với vấn đề biến đổi khí hậu trên dòng sông Mekong. Theo mình nhớ nghiên cứu thì mình biết là đó là một cái vấn đề không phải chỉ quan trọng đối với Việt Nam, và nó là một cái chủ đề rất là hấp dẫn đối với nhà khoa học, những nhà môi trường trên toàn cầu. Thì biết được cái điều đó lại đặt câu hỏi là lý do tại sao những bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại đồng bằng sông Cửu Long thì lại ít có cơ hội tiếp cận những cái chủ đề đó và ít có cơ hội tìm hiểu cũng như là nói và viết về cái chủ đề đó. Cách mà nhóm dự án chọn để mà đưa những cái kiến thức về biến đổi khí hậu đến với các em học sinh đó là thông qua dạy học hay là học tập thông qua dự án. Nó là bị trùng một xíu, tuy nhiên đó là cái việc mà mình sẽ giao cho học sinh những cái nhiệm vụ bắt đầu từ việc là gợi ý và làm sao cho các em học sinh có cảm xúc, cảm hứng với cái vấn đề đó. Sau đó bản thân từng các em học sinh sẽ tìm hiểu. Cho nên là nhóm đã tập hợp những cái tư liệu có liên quan tới những cái tư liệu thực tế, có liên quan tới những cái bài nghiên cứu, cái đo đạc khảo sát của các nhà khoa học, các nhà khoa học môi trường liên quan đến những vấn đề mà chúng ta cần gặp phải, thì đưa những cái tư liệu đó đến với các em học sinh. Thì cái cách tiếp cận này nó sẽ khiến cho cái việc các em học nó gắn với thực tế hơn, và từ đó các em sẽ có cảm hứng và học tập tốt hơn, đồng thời nó đáp ứng được cái việc là đưa cái vấn đề mà thực sự đang diễn ra, thực sự đang rất là quan trọng đến gần các em học sinh, thay vì chỉ là các em học sinh. Thì với cách làm đó thì đã có nhóm đã thí điểm trên 3 nhóm học sinh và với gần hơn 100 học sinh, tất cả các em đều phản hồi rất là tốt sau cái quá trình thực hiện dự án. Mình luôn hiểu rằng cái vấn đề biến đổi khí hậu là một cái vấn đề lớn và nó sẽ không thể được giải quyết trong một ngày nữa, và cái việc mà cho nên mình tin tưởng với cương vị của cái giáo viên, tin tưởng là cái việc mà làm sao cho các em học sinh, nghĩa là những thế hệ trẻ sau này càng hiểu nhiều, càng thấm sâu sắc về vấn đề đó, sự thấm một cách có ý nghĩa thì sẽ giúp cho các em ít ra là gieo cho các em cái mối quan tâm về cái vấn đề biến đổi khí hậu. Mình nghe tất cả các em về sau sẽ cùng chung nhau chúng ta giải quyết.